án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ giảm cho bà Nguyễn Phương Hằng 3 tháng tù dù bị cáo này không có kháng cáo. Vậy điều này có đúng luật hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây. Mặc dù chấp nhận bản án 3 năm tù giam và đã đi thụ án, nhưng bất ngờ tại phiên phúc thẩm ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng, giảm 3 tháng tù. Trao đổi về việc này, luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trong vụ án hình sự khi xét xử phúc thẩm, ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo, các phần có kháng nghị, tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị. Vì vậy, dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm, nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết thì cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án. Đây là quyền luật định của hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết. Như vậy, mặc dù bị cáo không kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là đúng theo quy định pháp luật. Thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm những vấn đề có kháng cáo, kháng nghị, mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm. Trước đó tại phiên phúc thẩm, dù không có kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn xin được giảm án. Hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Vì vậy, cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo 3 tháng tù. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính đến ngày 6 tháng 4 năm 2024, thì bị cáo đã chấp hành án được 2 năm 12 ngày. Ngày 7 tháng 3, theo Tiền Phong đưa tin, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương, đã có đơn xin không tham gia phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 3. Nguồn tin cũng cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin vắng mặt là thể hiện thực thi quy định pháp luật. Mặt khác, phúc đáp để tòa án biết quyết định triệu tập của tòa đã được gửi đến bà Hằng. Trước đó, tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm ra xét xử phúc thẩm vào chiều ngày 11 tháng 3. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng quyết định triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng dù không kháng cáo bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sắp tới do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa cùng hai thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Phiên tòa được mở vì bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên ngày 21 tháng 9 năm 2023 có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam; Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Đinh Thị Lan, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo, luật sư, là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Tại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên ngày 21 tháng 9 năm 2023, đã phạt các bị cáo Nhi, Hà, Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù, bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù, bà Nguyễn Phương Hằng với vai trò chủ mưu bị phạt 3 năm tù. Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nội dung vụ án nêu, với sự giúp sức của các bị cáo Nhi, Hà và Tân cùng sự cổ vũ của bị cáo Quân, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi live stream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo, luật sư, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà và ông Nguyễn Đình Kim. Theo Tiền Phong đưa tin, bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Được biết, dù bản án chưa có hiệu lực pháp luật, nhưng quy định cho phép bà Hằng thi hành bản án sơ thẩm vì bà Hằng không kháng cáo. Ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, luật sư nhà báo, và bị cáo Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 8 giờ 35 phút phiên tòa khai mạc. Trong phần làm thủ tục, thư ký thông báo về việc bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và các cá nhân, công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy quá trình điều tra,
cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Văn Sĩ thừa nhận, ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, bị cáo còn sử dụng YouTube phát các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo lời khai của bị cáo Sĩ, ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo có phát nội dung Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng. Công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Khi chủ tọa hỏi, không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội? Bị cáo Sĩ im lặng trước câu hỏi này. Bị cáo Sĩ thừa nhận, việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam. Bị cáo thừa nhận, cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hàn Ni khai, sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo livestream trên Facebook phản bác lại với nội dung bà Hằng có ngồi xổm trên pháp luật. Về nội dung tố bà Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có liên quan tới 5 cam, bị cáo Hàn Ni khai, trong phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, có nêu rõ tên khác của bà Hằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Bị cáo Hàn Ni khẳng định, các thông tin liên quan đến đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng. Bị cáo Hàn Ni tỏ ra bức xúc khi bị bà Hằng xúc phạm, vu khống nhục mạ là làm gái, tống tiền doanh nghiệp, phản động. Theo bị cáo, các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng, mà bị cáo đưa thông tin về việc bà Hằng là người bình thường, là một công dân, phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà Hằng có xin phép bà Hằng không, bị cáo Hàn Ni trả lời, bị cáo không biết bà Hằng là ai, chỉ tới phiên tòa xét xử bà Hằng, bị cáo mới gặp và biết bà Hằng nên không thể xin phép. Bị cáo khẳng định, tại thời điểm đăng thông tin về bà Hằng, bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân, luật bí mật cá nhân chưa được ban hành, nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà Hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân. Dù thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng bị cáo Hàn Ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự. Thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng được cơ quan tố tụng xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án mà bà Hàn Ni là bị cáo. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất ngày 29 tháng 2, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1 tháng 3 tới đây. Thông tin khiến dư luận vô cùng bất ngờ trước động thái của CEO Đại Nam. Hiện bà Nguyễn Phương Hằng đang chấp hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Như đã đưa tin trước đó, hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài triệu tập bà Phương Hằng, tòa án còn triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng, thư ký phiên tòa là bà Đặng Thị Mỹ Phượng. Có 3 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa gồm Trần Quang Duyệt, Trần Quang Trung và Trương Thế Bằng. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ và Đặng Thị Hàn Ni đã đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng. Phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam. Về phần dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường. Cuối tháng 9 năm 2023, phiên tòa ngày đầu tiên xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm được diễn ra trong sự ngóng đợi của rất nhiều người dân quan tâm. Trong phiên tòa, nhiều tình tiết bất ngờ được đưa ra, trong đó có những người xin giảm án cho bị cáo Hằng nhưng cũng có người yêu cầu tăng tội danh. Theo đó, bà Hàn Ni và ông Nguyễn Đức Hiển có yêu cầu cần xem xét và tăng thêm tội danh cho bị cáo, đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.